Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vẫn chưa đi xe mọi người, sáng nay chưa có lệnh. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được hai con xe mô hình mọi người. Đây, hai con xe DLX ở trên Shopee mọi người. Thì con này khoảng tầm 150, 160 gì một con đó mọi người. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ khui hộp con này, mình review cho mọi người cùng xem nha. Đây mà lại là cái đầu cabin của con xe, mình có để trên máy vi tính này, mọi người thấy không? Ngồi im đi. Ngồi im, ba khui cho coi này, đây này khui này. Ui, đây, đây là con CD mẹ, mình sẽ khui ra mọi người xem nha. Đây, đầu tiên khui ra thì mình sẽ có mình sẽ có một hai cái thùng công nha, hai thùng container. Đây, đây cầm đi, hai thùng container, một thùng xanh và một thùng đỏ nha mọi người. Đây, em bé đang cầm này. Tiếp tục là mình sẽ nhận được một cái móc, gọi là cái rơ móc của đầu kéo đó. Rơ móc này hai dí nha. Đây, khui ra cho mọi người xem này, mình zoom gần lại cho mọi người xem. Bao rất là kỹ luôn mọi người. Đây, đây, nó đẹp đúng không? Hai chân nha mọi người. Rồi, đưa cho em bé cầm luôn. Đây là gọi là xe mô hình thôi nha mọi người. Rồi, còn tiếp tục là nhân vật chính đây. Đây là cái đầu cái của xe mô hình. Đây, ngồi im đi, ngồi im, ba coi. Đây, mình sẽ bóc bị ra luôn nha. 106, 107 mà có một cái mô hình rất là đẹp luôn mọi người. Đây, đây, zoom lại sát cho mọi người xem này. Đó, rất là đẹp đúng không? Điều một cái là cái này là nó chạy theo quán tính mọi người. Bánh trước đó này, khi mình đẩy á, đẩy chạy là nó chạy theo quán tính. Đó, nó không có bánh lái không bẻ được, nó cũng nói chung là cũng gần giống thiệt. Bây giờ thì mình sẽ ráp lại nha. Đây, đưa mượn cho ba mượn nha. Đây, ráp cái rơ móc nó vào để nghiêng như thế này nè, bắt đầu mình ráp lại nghiêng bên này chứ. Đó, rất là đẹp luôn không mọi người. Đây, mình sẽ để lên này này. Đó, rất đẹp. Tiếp tục là mình sẽ khui hai cái thùng container, hai cái thùng container cho mọi người xem nha. Đây, đây là cái thùng màu đỏ, tiếp tục là cái thùng màu xanh. Đây, do mình không có điều kiện nên mình mua những con mô hình dễ tiền về, mình sẵn mình khui hộp, đập hộp cho mọi người cùng xem, và mình cho bé nhà mình chơi cái trò chơi này cũng được. Đây, thùng công có thể tháo lắp ra được nha mọi người. Đây này, có thể tháo ra này, tháo rời ra này cho con lia cái xe của ba rồi. Quá. Đây, có thể tháo lắp ra được luôn nha mọi người. Đây, rất là đẹp đúng không mọi người. Và cái hộp này nó cũng như thế thôi mọi người. Nhìn như hai hộp nó giống nhau. Mình tiếp tục mình bóc cái hộp này thử nữa thứ nha. Đây, vẫn như thế mọi người. Đầu tiên là cái đầu cabin, cabin đầu cái này, đầu cái của xe này khá đẹp luôn. Này để kiểu như mà để trên bàn máy vi tính này, này đã để trưng bày trên chỗ nào đó dành cho anh đam mê xe. Mình có kiểu mình làm liên kết với Shopee với mọi người. Nên mọi người có mua thì xuống phần mô tả đó, có click vào, nó có bán những cái rơ móc khác của mọi người. Chụp xe lia tùm lum minh. Có cái rơ móc. Có cái rơ móc cơ giới đồ nữa, kéo xe các kiểu. Như anh khi anh em mua là anh em nhớ chú thích rõ ràng nha, chứ để nhầm bên bán hàng họ nhầm lẫn nha. Mình có liên kết với Shopee á, mình để phần mô tả nha. Mà kiểu mà bán ăn hoa hồng á mọi người. Bên con hai thùng công vẫn thế này đó. Đây, hai thùng công,
hai cái đầu cái. Rồi, khá đẹp luôn. Tác vào. Và hai cái rơ móc. Đó. Ồ, trong này mình không bật điều hòa nên khá nóng luôn. Ngồi ngồi im ba 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 khui này nữa xong này mình cho con cá này. Ừ. Đó. Mình mua tới ba con luôn mà đã khui được mình khui một con rồi nên bây giờ mình bóc hộp thêm hai con nữa. Rồi. Mọi người dòm đây ba chiếc à, mình mua được ba chiếc này rất là đẹp luôn không đó và cái rơ móc này nữa gắn vào đây quay sát lại quay sát lại đó đây thấy ba chiếc không rất là đẹp luôn rất là rẻ 160 rồi anh em nào thích thì xuống phần mô tả nha kích vào mua ủng hộ mình nha mình kiếm hoa hồng từ cái này nha. Ok mọi người, thôi chào tạm biệt mọi người nha.